Để chị vô nhà thầy rồi. Chị vô nhà thầy rồi. Chị bớt hồi nãy chị lên trên nhà thầy ở Minh Tạng. Ủa, chị lên nhà thầy Minh Tạng luôn? Minh Tạng, xem chị xuống đây, chị hỗ trợ cho bà con xã của thầy ở Hòa Bình đó. Xã Hòa Bình, 30 xuất quà với tiền. Dạ, dạ. Cho bà con nghèo ở xã Hòa Bình. Dạ, dạ. Chị có thể chia sẻ cho một chút nữa là khi mà chị lên nhà thầy, lên nhà sư, chị lên nhà sư Minh Tạng là ý là chị có gặp được bố mẹ không? Bố mẹ gặp bố mẹ thầy Minh Tạng, bố mẹ Minh Tạng là chúc là nói chúc gia đình này đi xuất khí. Là ba mẹ bố mẹ Minh Tạng nói là giờ thầy Minh Tạng đang ăn tu chỉ một mình ai mà. À, cái ấy mới vô được đấy, không ai vô được hết. À. Bố mới cái cậu đem cơm vô thôi. Thầy Minh Tạng là nghe nói là bị hôm qua bị trượt chân tí. Ủa, là bị té vậy bây giờ đỡ chưa? Đỡ chưa? Đỡ, đỡ đâu. Mất cái y á là bị tí. À. À. Rồi bây giờ thầy té đâu? Tớ có sao không? Không, té. Nhưng mà ý là một mình ở trên đó thì em nghĩ là đi là té thì làm gì ai phát hiện ra được à? Thì cha thầy mà cha thầy cứ sáng đêm cơm cho thầy thật thực chết thầy đâu đi ra đường thật thực được. Có nghĩa là thầy ngồi ở sau cái đĩa. Đó, thầy không biết ơn đâu không biết. Nhưng mà thầy đang ẩn tu. Ở đâu biết chừng nghe thầy nói ngầu ở đây á, chừng biết ở đâu.